Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách cách sử dụng kỷ chén trên bàn thờ đúng chuẩn phong thủy. Cách sử dụng kỷ chén trên bàn thờ cần những nguyên tắc nhất định để đảm bảo giá trị thẩm mỹ và tâm linh phong thủy. Bộ kỷ chén thờ thường được đặt ở đầu, phía trước bát hương và chính giữa bàn thờ. Đặc biệt, khi thờ số chén chỉ là số lẻ như 3 hay 5, dùng để đựng nước rượu và thay nước rượu vào mỗi lần thắp hương dâng lễ mới. Tùy theo diện tích bàn thờ mà chọn số lượng chén cho phù hợp. Việc sắp xếp bàn thờ ra tiền cân đối không chỉ đảm bảo sự cân bằng âm dương, sự bình yên trong ngôi nhà mà còn có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của chính gia chủ. Bộ kỷ chén thờ thường được khắc chạm với những họa tiết như hoa sen, rồng phượng hay chữ Hán cuốn thư, rất sắc nét và tinh xảo. Do vậy mà tùy vào từng nhu cầu của gia chủ khi lựa chọn kỷ chén thờ sao cho phù hợp với bàn thờ và không gian thờ cúng. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.